chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Girl Secret. Video của ngày hôm nay là một video về chủ đề mà được các bạn yêu cầu nhiều nhất trên Instagram, YouTube, Facebook và cả nhắn tin riêng nữa. Đó chính là về chủ đề dinh dưỡng. Mà bắt đầu vào cái chủ đề này thì mình muốn nhắn nhủ cho các bạn 3 điều. Điều đầu tiên đó chính là một số những cái thực phẩm liệt kê trong cái danh sách dưới đây á thì mình không cách bỏ hoàn toàn, thế nhưng mà mình cân nhắc rất là kỹ trước khi sử dụng, và chắc chắn một điều là mình không sử dụng thường xuyên. Điều số 2, nếu như mà các bạn sử dụng một ít á thì không sao cả, nhưng mà các bạn sử dụng một ít mỗi ngày thì mình không chắc chắn về cái độ an toàn của nó. Điều số 3, nếu như mà tình trạng da, vóc dáng và tinh thần của các bạn không tốt thì có khả năng rất là cao các bạn bị ảnh hưởng bởi chất dinh dưỡng. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào video luôn nha. Đầu tiên, đó chính là mình muốn nhắc đến nước ngọt, đặc biệt là nước ngọt không đường, zero sugar, zero calories. Nước ngọt ở đây thì nó bao gồm trà sữa, trà đào, Coca-Cola, Pepsi, nước uống có ga, vân vân. Trước đây thì mình đã từng là một đứa nghiện trà sữa, nghiện một cách dã man luôn á. Và cho đến khi mà mình tự tay pha trà sữa thì kể từ đó mình không còn nghiện trà sữa nữa. Bởi vì chính tay của mình phải bỏ rất là nhiều đường trong trà sữa thì nó mới đạt được cái độ ngọt đủ, chứ không nhiều nha, cho trà sữa. Và cái lượng đường đó nó tương đương với lại lượng đường mình sử dụng trong một tuần, hoặc thậm chí là lên đến 2 tuần luôn. Cái tác hại của việc ăn nhiều đường thì mình đã làm một cái video rất là chi tiết và cụ thể rồi. Mình sẽ để link ở đây hoặc là ở đây, các bạn có thể bấm vào xem nha. Một điều đặc biệt mà mình muốn nhấn mạnh trong cái phần này đó chính là thức uống không đường. Có rất là nhiều những cái bài học đã chứng minh rồi, đó chính là những cái người sử dụng cái nước ngọt zero calories, zero sugar có khả năng gây béo phì cao hơn với những người sử dụng những cái nước ngọt bình thường. Nó còn rất là nhiều những cái thông tin sai lệch mà những cái nhãn hàng đồ ăn thức uống đó họ cố gắng để đánh lệch hướng cho các bạn. Ok, qua cái thực phẩm số 2. Đây là một cái bữa sáng rất là phổ biến ở phương Tây, và đó chính là cái lý do vì sao khiến các bạn hiểu nhầm rằng đây là một trong những cái bữa ăn dinh dưỡng dành cho buổi sáng. Đúng, thực ra thì đây là một cái bữa ăn rất là phổ biến ở phương Tây, thế nhưng nó là một loại không phải healthy của người phương Tây. Nhưng mà một cái điều đáng nói ở đây đó chính là những cái bữa ăn như thế này được rất là nhiều mẹ cho con của mình ăn vào buổi sáng với suy nghĩ là nó giàu chất dinh dưỡng. Thế nhưng thực chất thì nó chỉ cung cấp nhiều năng lượng thôi, chứ nó không hề cung cấp nhiều dinh dưỡng như các bạn nghĩ đâu. Để mà giải thích rõ ràng thì nó lại là một câu chuyện rất là dài, nhưng mà các bạn có thể hiểu nôm na là nếu như mình ăn sáng bằng một cái thanh kẹo sô-cô-la thì nó còn tốt cho sức khỏe hơn là khi mình ăn sáng với lại cornflake. Và các bạn biết đó, kẹo sô-cô-la thì nó không hề tốt cho sức khỏe, mà cái này nó còn xấu hơn, thì các bạn có thể hiểu rồi đó. Số 3, đó chính là đồ ăn nhanh. Nhắc đến cái đồ ăn nhanh thì các bạn chỉ nghĩ đến giống như là KFC, Lotteria, burger, pizza đúng không? Thế nhưng đồ ăn nhanh ở đây có nghĩa là một cái loại đồ ăn đã qua chế biến, xử lý, và các bạn chỉ cần một cái công đoạn rất là nhỏ thì các bạn đã có thể sử dụng chúng rồi. Lý do là bởi vì fast food sử dụng những cái dầu không tốt và gây hại cho sức khỏe, mà thậm chí nó còn được chiên đi chiên lại nhiều lần nữa. Trong fast food thì nó sẽ chứa những cái thành phần không tốt, gây hại, gây độc cho sức khỏe. Vậy nên là những cái tình trạng giống như là mụn nè, đầy bụng, nó sẽ bắt đầu hiện lên trên cơ thể của các bạn khi mà các bạn sử dụng fast food nhiều. Thực chất ra thì fast food nó không chứa nhiều chất dinh dưỡng, hoặc là hầu như không có chứa chất dinh dưỡng luôn. Thế nhưng một điều cần lưu ý ở đây đó chính là nó tích trữ mỡ trên cơ thể của các bạn và có khả năng gây béo phì rất là cao. Cũng có một cái bài nghiên cứu chỉ ra rằng các bạn càng sử dụng fast food thì các bạn sẽ càng bị nghiện fast food. Thứ tư đó chính là sò và nghêu. Thật sự ra mình là một fan ruột, fan cứng, fan kim cương, nói chung là đủ thể loại fan của hải sản. Thế nhưng mà mình thật sự không thể nào phủ nhận được cái mầm bệnh virus vi khuẩn mà cái con nghêu, con sò này đang ấp ủ trong người của nó. Các bạn thấy là hiện nay thì môi trường của chúng mình càng ngày càng bị ô nhiễm, và cái việc trao đổi chất của những cái con sò, con nghêu này nó được thực hiện trong chính cái môi trường đó. Mà chưa kể đến cái việc là khi mà các bạn mua rau, mua củ về, các bạn khử trùng, các bạn ngâm muối. Thế nhưng mà mấy ai khử trùng cái vỏ của những cái con sò, con nghêu này trước khi chế biến? Và hãy tin mình đi, những cái vỏ của những cái con này nó còn dơ hơn cái gốc cây mà các bạn bỏ đi sau khi lặt rau nữa. Và nếu như các bạn thật sự thèm những cái con này thì hãy chắc chắn là các bạn ăn chín uống sôi, để mà ít nhất
thì các bạn sẽ không bị nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus nha. Số 5 đó chính là gia vị có sẵn. Gia vị có sẵn ở đây giống như là tương ớt, tương cà, muối tôm, gia vị để ướp thịt, gia vị để kho thịt vân vân. Đây chính là một trong những cái thứ mà mình vẫn sử dụng bởi vì mình yêu thích muối tôm kinh khủng luôn. Nhưng mà trong cái đợt mà mình về Việt Nam á thì mình đã cố gắng mua nguyên liệu của Việt Nam nhất có thể. Và cái thời gian sau khi mà mình về Việt Nam á là cái khoảng thời gian da của mình bị khủng hoảng nhất từ trước đến giờ luôn á. Lý do vì sao thì mình sẽ kể ngay đây. Đầu tiên là thường thì những cái gia vị có sẵn như thế này nó chứa một cái lượng đường cực kỳ lớn. Thứ hai đó chính là nó chứa những cái thành phần gây độc, gây hại cho cơ thể của các bạn. Đó chính là nguyên nhân vì sao lâu lâu á thì lại có một cái bài báo, hoặc là lâu lâu á thì một cái nước ngoài tố cáo những cái gia vị của Việt Nam có cái thành phần gây ung thư cao, hoặc là có những cái thành phần gây độc hại cho cơ thể ở cái mức vượt mức cho phép. Vậy nên là khi mà cơ thể của các bạn bị nhiễm độc thì chắc chắn là da của các bạn sẽ là nơi để mà cơ thể của các bạn truyền tải thông tin ra ngoài. Và có một cái sự hiểu lầm rất là lớn, đó chính là các bạn nghĩ là đồ ăn cay nó sẽ gây ra mụn, đúng không? Thế nhưng mà các bạn ăn trái ớt tươi á thì các bạn sẽ không bị mụn, mà trên thực tế thì trái ớt nó lại chứa một cái lượng vitamin rất là cao. Nhưng mà nếu như các bạn ăn những cái loại đồ ăn giống như là bánh tráng cay hoặc là vân vân đồ ăn cay á thì ngay lập tức các bạn sẽ bị nổi mụn vào ngày hôm sau, đúng không? Và cái lý do là bởi vì những cái chất mà người ta trộn vào cái loại cay đó là những cái nguyên nhân gây ra mụn chứ không phải là ớt. Và mình hy vọng rằng các bạn để tâm điều này, đó chính là tất tần tật những thứ mà bạn nạp vào cơ thể thì nó sẽ tác động trực tiếp vào cơ thể của các bạn, và nó sẽ thể hiện qua da, qua vóc dáng, qua tinh thần và cả trí tuệ của các bạn nữa. Bởi vậy nên là mình khuyến khích các bạn ăn uống tốt cho sức khỏe, thì từ đó các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, các bạn sẽ có một cái cuộc sống khỏe mạnh hơn. Ok, video đến đây là đã hết rồi, và mình thật sự rất là hy vọng rằng nó sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái kiến thức quan trọng dành cho các bạn. Và nếu như bạn thích video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Đừng quên bình luận ở dưới để cho mình biết cảm nhận của bạn về video này là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye.